5 điều tuyệt vời chỉ Zip vô Mỹ mới có. Video này Ambe sẽ nói cho bạn 5 điều tuyệt vời nhất của một chiếc bật lửa Zip vô. Bạn sẽ không thể tìm thấy ở một chiếc bật lửa nào khác, cũng chính là những lý do khác biệt nổi bật làm cho chiếc bật lửa tuyệt hảo đặc sản của Mỹ này trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Cùng đón xem nhé! 1. Độ bền bỉ tính bằng thập kỷ. Độ bền bỉ của bật lửa Zippo đã được chứng minh qua nhiều cuộc chiến mà rất lâu sau đó khi chiến tranh đã kết thúc. Chỉ cần thực hiện vài bước vệ sinh buồng đốt sạch sẽ, tinh chỉnh lại sợi bấc, sau đó châm xăng người ta vẫn tiếp tục sử dụng tốt. Gần như không gặp một trở ngại gì nếu có chỉ là do hao mòn tự nhiên. 2. Lửa mạnh bất chấp sức gió. Khả năng kháng gió là đặc điểm nổi bật nhất của bật lửa Zippo. Gió lớn chỉ làm lửa càng cháy mạnh hơn, mãnh liệt hơn. Với những chiếc lỗ tròn nhỏ phân bố đều hai bên chỉ cho luồng gió đi vào vừa đủ ở buồng đốt, làm cho Zippo có khả năng cháy trước bất cứ ngọn gió mạnh nào, lửa vẫn cháy trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. 3. Bảo hành trọn đời. Với mỗi chiếc bật lửa Zippo bán ra đều được hưởng chính sách bảo hành trọn đời, trọn kiếp. Hãng cam kết có trách nhiệm bảo hành vĩnh viễn suốt đời, dù mua ở bất kỳ quốc gia nào, bất kể tình trạng nào mà không cần phải xuất trình giấy tờ khi bảo hành. Điều này càng làm cho niềm tin tưởng của khách hàng vào chất lượng sản phẩm công ty gần như tuyệt đối. Bởi đơn giản, chỉ những công ty tạo ra được sản phẩm chất lượng mới dám tuyên bố như vậy. 4. Âm thanh mở nắp. Nếu bạn chưa biết thì Zippo có âm thanh mở nắp đặc trưng, khó có thể bị lẫn với các sản phẩm khác. Tiếng mở nắp vui tai này tạo nên thương hiệu Zippo lớn mạnh như ngày hôm nay. 5. Những ngón tay khiêu vũ với lửa. Khi có một chiếc Zippo trong tay, chỉ cần tập luyện chưa đến 15 phút, bạn có thể biểu diễn những động tác đẹp mắt kỳ ảo mà trong giới người ta gọi là trích Zippo, tức múa lửa. Các ngón tay điêu luyện chơi đùa với chiếc bật lửa Zippo đã tạo nên một môn nghệ thuật ngày một được ưa chuộng. Chỉ có Zippo mới có thể làm được như vậy. Trên đây là 5 điều tuyệt vời chỉ Zippo Mỹ mới có. Các bạn quan tâm tới mẫu bật lửa Zippo này thì ghé ngay qua Ambe để nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn nhất nhé. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Ambe. Nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm các video mới để ủng hộ shop nhé.